Thưa các sư, cho con hỏi rằng con có lần nghe sư giảng về việc một người nam khi con thích người nữ thì không tránh khỏi địa ngục. Con muốn biết liệu rằng chính sự thích ấy sẽ là nghiệp dẫn họ xuống địa ngục hay sự thích ấy dẫn đến làm các điều ác khác, từ việc ác khác này dẫn đến đọa lạc, hay là điều này chỉ áp dụng với vị xuất gia, còn tại gia thì không áp dụng. Thưa với quý vị, cái việc đầu tiên là khi mà mình có sự luyến ái thì tâm đó là một cái tâm bất thiện. Mà khi cái tâm bất thiện á, chắc chắn nó sẽ dẫn mình đi đầu thai. Mà hễ có đầu thai thì chắc chắn là mình lại tiếp tục làm các việc thiện ác. Mà khi mà mình còn đi đầu thai á, thì nhớ dùm, Đức Thế Tôn đã nói là rất hiếm chúng sanh mà sau khi thân hoại mạng chung mà đi xuống đi lên cõi người cõi trời, mà rất nhiều là chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung đi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Điều này được nhắc đến ở trong Thanh Tịnh Đạo và lẫn ở trong Tăng Chi. Do đâu, quý vị, mình chỉ cần một cái phân tích nhỏ như thế này là cái chuyện mà mình ưa thích, ví dụ như ưa thích người nữ nó có phải là cái nghiệp thiện hay không? Nó không phải, mà nó là cái nghiệp bất thiện, đúng không? Thì cái nghiệp bất thiện đó chắc chắn nó sẽ cho cái quả bất thiện. Còn cái chuyện cái quả bất thiện này á, nó có đủ để đưa một chúng sanh xuống địa ngục hay không, thì điều đó còn tùy vào bản thân chúng sanh đó đã tạo nghiệp ít hay nhiều. Điều này được Đức Thế Tôn nói trong Kinh Tăng Chi Phẩm Hạt Muối, là một người không có tu tập, dù họ chỉ tạo một cái nghiệp nhỏ thì nghiệp nhỏ đó cũng đủ để dẫn họ đi xuống địa ngục. Còn một người có tu tập tâm địa rộng rãi thì cái nghiệp nhỏ đó nó trổ ngay lập tức, chứ nó không có một chút xíu gì đến đời sau kiếp khác. Cho nên ví dụ như một vị thánh sơ quả thì vị ấy vẫn còn có sự yêu thích, nhưng mà do cái thiện của vị ấy nó quá lớn, những cái phiền não vị ấy chỉ còn rất là nhỏ thôi, cho nên một chút xíu cái suy nghĩ bất thiện như thế nó không đủ để dẫn vị ấy đi xuống. Còn bản thân chúng ta đó, thì chúng ta tu tập quá kém, giới cà chật cà ruột, bố thí thì lúc có lúc không, thì hãy cẩn trọng với bất kỳ một cái loại nghiệp nào. Còn mà hỏi để mà phân tích ra cho nó rõ thì xin thưa chỉ có Đức Thế Tôn là người mới biết rõ thôi. Bởi vì nghiệp và quả của nghiệp là bất khả tư nghị. Sư nói như thế là để cho chúng ta có một thái độ cẩn trọng đối với nghiệp và quả của nghiệp. Tránh thái độ coi thường nghiệp thì đó là một cái không có nên. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Riêng về câu hỏi này á, cái giải tỏa chính, cái làm sáng tỏ nhất của cái câu hỏi này chính là bài kinh Hạt Muối, đúng như trong, giống như là, nghĩa là chính xác đấy quý vị, chính xác là cái sự rõ ràng, cái sự để làm rõ, cái sáng tỏ cái câu trả lời, cái câu hỏi này đó, đó chính là bài kinh Hạt Muối như Đại Đức Hạnh Tuệ có giảng giải rõ cho quý vị đó. Thì vị chỉ cần xem bài kinh Hạt Muối như chục tương ưng, tương ưng thì phải. Có một điều á, sư nhấn mạnh cho quý vị hiểu rõ vậy nè, là những cái nghiệp mà thiên vị á,
quý vị nên nghiên cứu thêm cái bài của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu, cái bài nói về cái 10 cái thập thiện với 10 thập ác, thưa vị. Thì cái phần ý mà sư cũng đã từng đã nhắc trong nhiều buổi live đó vị, có nghĩa là tham ác, sân ác và tà kiến ác đó. Riêng về cái tham ác, sân ác nó thuộc về ý đó, nhưng mà có nhiều người họ không hiểu, họ nói là chưa có ra bằng khẩu, hay là chưa có nghe, chỉ là nằm trong ý thôi, chứ chưa có xuất phát ra bằng khẩu hay là bằng thân, thì làm sao mà đưa đến cái kiểu giống như là đưa đến những cái đọa xứ mà giống như ác nghiệp được. Thì quý vị á, lên Google quý vị đánh vô cái thập thiện nghiệp hay là thập thiện nghiệp, mà cũng phải nhấn mạnh nha, là của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Thì là trong đó đó, ngài Minh Châu có nói rõ rồi, quý vị sẽ hiểu rõ đấy, chứ chiếu thêm cái lời quý sư có nói không. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai á, là khi mà nghe pháp quý vị phải hiểu là như vậy nè, có những cái vấn đề giống như là cái chúng sanh đó mà làm cái nghề đó đó, và đặc biệt trong bài kinh Tương Ưng Thông Trưởng á, Tương Ưng Thông Trưởng, mà có nhiều người họ làm cái nghề giống như võ sĩ, đô vật này nọ, cái kiểu như vậy đó, rồi biểu diễn xiếc rồi đó, thì lại hỏi biểu diễn xiếc, thì lại hỏi Thế Tôn. Thế Tôn ngài từ chối, ngài không trả lời. Khi mà ngài Thế Tôn trả lời thì nói là những người này nè là đa phần đi vào đọa xứ. Nhưng mà phải hiểu đó, nghĩa là trong cái hoàn cảnh đó, Thế Tôn đang nói cái nhân này nè, cái nhân này nè, đó là cái quả nó sẽ đưa đến như vậy, vì hiểu không? Đó, tại vì có nhiều vị á, sư theo sư biết nè, sư biết đó là mình nghe đôi khi mình không có rõ, thứ nhất là bản thân mình không có rõ, rồi kiến thức Phật pháp mình yếu, cái đôi khi quý sư hay nói là đó, những cái ý á, những cái phạm vi ý á, có thể hay là gọi là quý sư dùng khả năng là có đi đây cũng là có, chứ không có là mình nghe không rõ, rồi kiến thức căn bản mình không nắm rõ nữa. Cứ mình cứ nói là mấy ông sư tại tội, ông sư hành tại, đụng cái là ông nói là hù giết con muỗi giết con muỗi đi địa ngục, hay là đó, hay là nghĩ thăm 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 nghĩa là muốn chiếm đoạt cái cô gái đó, chỉ là trong ý thôi, muốn muốn cái cô đó là vợ mình à, hay là muốn thế này nọ, muốn chiếm đẹp thân thể cô đó đó, mà trong ý thôi à, chưa có xuất phát ra ngoài, mà mấy ông hù mấy ông nói đi địa ngục à. Quý vị phải hiểu đó là nghĩa là nó cái nhân, hiểu không? Cái nhân dẫn đến cái quả nó như vậy. Còn quan trọng nhất là Đức Hành Tại có nhấn mạnh quý vị bài kinh Hạt Muối, quan trọng là ngay trong hiện tại quý vị làm cái gì nhiều hơn, làm thiện nhiều hơn hay là làm ác nhiều hơn đó, thì quý vị phải hiểu rõ vấn đề này, hiểu không, để tránh đi mình hiểu hiểu lầm đó, mình không hiểu quý sư rồi mình đâm ra mình cực cực đoan đó. À, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.